Hai Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ họp hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung phụ lục 1 của quyết định số 10 ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và vật nuôi là thủy sản. Tham dự có đại diện các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận Ninh Kiều, Bình Thủy và Cái Răng. Theo dự thảo sửa đổi bổ sung phụ lục 1 của quyết định số 10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, biểu giá tại phụ lục này là đơn giá xây dựng 1 mét vuông mới và không phân biệt xây dựng nhà trong hẻm hay mặt đường phố. Các hạng mục không có trong đơn giá này, hội đồng bồi thường có thể thuê đơn vị có chức năng thực hiện kiểm định, xác định giá trị theo thực tế trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Các chủng loại vật tư hoặc chủng loại vật tư khác nhóm không có trong đơn giá này, hội đồng bồi thường có thể thuê đơn vị có chức năng xác định chênh lệch giá trị theo thực tế trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định. Theo đó có 3 nhóm để tính đơn giá, gồm nhà ở, vật kiến trúc và nhóm kiến trúc có quy cách kết cấu hỗn hợp. Đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc trên cơ sở tính hệ số trượt giá là 8,95%. Tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị cần xem xét về tính trượt giá, thời gian tính trượt giá cho phù hợp với thực tế, bổ sung thêm các hạng mục kết cấu có trong thực tế người dân đã xây dựng, nhưng không có trong khung giá bồi thường theo quyết định số 10 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.